Đêm 8 tháng 10 năm 2013 là đêm thứ ba kể từ ngày gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định mở cửa đón người dân vào viếng Đại tướng tại nhà riêng ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội. Dòng người vẫn lặng lẽ tới đây với chỉ một mong ước được thắp một nén nhang để tỏ lòng biết ơn trước nhân cách của một vị tướng nhân dân. Theo thông báo, 18 giờ gia đình sẽ tạm ngừng việc tiếp đón. Song trước tình cảm của nhân dân, gia đình Đại tướng một lần nữa lại quyết định mở cửa tiếp đón vào lúc 19 giờ. Tất cả diễn ra trong trật tự lạ thường mà có lẽ lâu lắm người ta mới lại thấy được. Có một sự gắn kết vô hình giữa từng cá nhân mà mỗi người đều cảm nhận được. Không được đi lên vào bên trong thì không chỉ cảm giác mà cũng khoảng thời gian mình đợi như thế mà chưa được vào thì mình đợi chiều nhưng mà có thể ngày mai mình sẽ đến nữa. Em tranh thủ qua đây thì cũng không biết là ban ngày thì đông như nào, nhưng mà thấy đọc trên báo thì thấy cũng rất là nhiều lượt người thì mình đến sớm một tí thôi, còn vẫn cứ tôn trọng cái nội quy là vẫn xếp hàng vào, đến lượt thì mình vào. Những giọt nước mắt nghẹn ngào, những cái chắp tay vái vọng cho đến những bông hoa được đưa vội qua cánh cửa là hình ảnh mà người ta thấy từng phút, từng giờ trong 5 ngày qua trước căn nhà 30 Hoàng Diệu. Hai mươi ba giờ đêm, hàng trăm người vẫn chờ trước cửa. Tất cả họ đều chờ mong giây phút mở cửa để đặt chân vào căn nhà, ngắm nhìn di ảnh và thắp một nén hương tưởng nhớ vị tướng thiên tài của dân tộc. Ba giờ sáng hôm nay 9 tháng 10, dòng người vốn thưa dần lại được tiếp nối bởi những người từ nhiều nơi tìm đến. Họ lặng lẽ xếp thành hàng dù biết phải đến 8 giờ sáng mới chính thức mở cửa. Và với những em nhỏ này, đây có lẽ là lần đầu tiên thức muộn như vậy. Mình thì cũng có công việc bận ấy mà không thể, thì mình phải thu xếp công việc để lên đây, lên Hà Nội để vào thắp cái bát nén hương ấy. Thì sáng mà xếp hàng thì nếu mà chờ lâu quá thì cũng khó khăn công việc ấy. Thì mình quyết định là chờ luôn từ tối đến sáng để khó thắp cái bát nén hương, thắp sớm cái bát nén hương và còn tiếp tục công việc của mình. Thực sự là em rất là mong, mặc dù nhà gần đây nhưng mà em vẫn muốn là ra từ sớm để được sáng sớm có thể được vào trước viếng bác, thắp nén hương, thắp nén nhang để mong bác yên nghỉ. Có nhiều lý do để người ta phải thức trắng đêm chờ viếng Đại tướng. Phần nhiều vì công việc phải làm vào ban ngày và việc xếp hàng cả buổi nhưng vẫn chưa tới nơi cần đến. Bản thân em thì nghĩ rằng là bác mất đến một cái tổn thất rất là lớn, không những là cho đảng cũng như là nước mình mà cũng như là một cái tổn thất rất lớn về tinh thần cho đồng bào. Thực sự là thế. Về sau này thì thực sự là không biết có thể ai lãnh đạo giỏi được như bác. Năm giờ sáng, thời điểm bắt đầu của một ngày mới, người dân vẫn kiên nhẫn chờ ngoài cổng, không một tiếng phàn nàn hay một sự vội vã. Họ cùng ngồi lại và kể cho nhau nghe những câu chuyện xúc động về Đại tướng. Và họ đã thức trắng đêm để chờ đến lượt viếng Đại tướng của nhân dân.